Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Trần Quảng Nam. Anh cũng biết tên rồi. Anh biết tên rồi. Tại vì hôm nay có cô gái ở mới đến, cô không biết tôi là ai nữa. Thì hôm nay là một ngày rất là quan trọng đối với tôi. Tôi mời trong số những vị quý khách đây, tôi mời hầu như là tất cả mọi người có dính líu ít hoặc là nhiều đến cái show nhạc của tôi vừa qua, và nhất là cái nhạc kịch. Thì thực sự ra là một cái show trong rất là nhiều cái show, trong rất là nhiều năm, thì một năm có 52 tuần thì có 52 cái show hoặc nhiều hơn. Thực sự một cái show của tôi nó cũng chỉ là một trong những cái show đó thôi, không có gì quan trọng cả, đúng không anh Khôi? Dạ. Nhưng mà bởi vì cái show này, cái show này quá nhiều người tham gia và quá nhiều người tham dự, không phải là cái tâm huyết của tôi mà tâm huyết của tất cả mọi người nữa. Thành ra tôi phải có một vấn đề hôm nay để mà cảm ơn hết tất cả những người đã không ít thì nhiều đã có đến với cái show vừa qua. Đối với lại một số nhà báo và một số bạn hữu cũng như một số khán giả, thì đây là một cái biến cố quan trọng cho nghệ thuật của Việt Nam ở hải ngoại. Đối với tôi thì khi mà tôi làm ra một tác phẩm, nó đã ngưng ở ngay cái lúc tôi làm xong trên giấy tờ rồi, không có gì quan trọng khác nữa hết. Nhưng mà nó quan trọng đối với tôi là bởi vì tôi đã vì cái công việc của tôi làm mà nó dính líu tới nhiều người quá. Và nếu mà nó thất bại thì tôi không biết phải ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Nhưng mà may quá, mình là hôm nay mình mừng ngày chiến thắng, là ngày mà cái sự thành công này theo tôi thì nó do rất nhiều cơ duyên, không phải là vì tài năng không, mà rất là nhiều cơ duyên. Khi tháng sáu năm nay tôi về Việt Nam, thì tôi không biết lấy đầu tiền đâu ra để mà may đồ và mua vé máy bay nữa, còn chưa kể đi chơi lai rai nữa. Thì Thảo là a sweet person, và tôi nghĩ là cái nhân tố đầu tiên đã mang đến cái nhạc hội này chính là Thảo. Thảo là ai, giơ tay lên coi. Yeah, người đẹp Thảo. Okay. Thảo đã ứng ra cái tài chính cho tôi về để thực hiện cái y phục đó, và tôi đang chơi hết Việt Nam và cũng có đi chơi nữa. Lo cho tôi từ đầu đến đuôi, và tôi sẽ phải trả lại những mảnh cho luôn đó. Rồi Thảo cũng là người, mặc dù là câu lạc bộ âm nhạc là cái nhân tố đầu tiên tổ chức, trên danh nghĩa là tổ chức cái nhạc hội này, nhưng mà Thảo là cái người về tài chính, Thảo là cái người ứng ra hết, ngay cả cái tiền mướn giảm hay là liên lạc với giảm, Thảo là chính là người đó. Và chính là cái mình làm cái gì nó phải có cái phép, tức là cái giống cái nôi hay là cái bậc thềm đó, thì Thảo chính là cái bậc thềm đầu tiên. Rồi khi mà tôi ở Việt Nam, tôi ở Việt Nam thì tôi liên lạc với Thu Nga. Thu Nga đi về rồi. Thu Nga là một trong những người học trò cũ của tôi, thì tôi liên lạc Thu Nga rất là nhiều lần nhưng mà rất ít khi được trả lời. Thì Thu Nga mới nhưng mà rồi nói make the story short là Thu Nga cuối cùng chính là cái người mà mang đến hầu hết cái diễn viên trong vai kia đó. Nên nhớ là kiếm cái vai kia rất là khó. Tôi có khoảng chừng 20 mấy người volunteer, nhưng mà giờ cuối cùng đều bỏ hết, đều bỏ ngang nửa chừng hết. Nhưng mà Thu Nga chính là người mang lại những cái vai đó, chưa kể là những cái vai nay vai nam nữa. Đó là một cơ duyên thứ hai. Cơ duyên thứ ba là có một hôm tôi đang ngồi uống cà phê, có thầm
thì anh Trương Xuân Mẫn mang đến một người và giới thiệu với tôi là đây là người có thể đóng cái vai Kiều cho tôi. Thì tôi chỉ nói chuyện qua loa nhưng mà tôi hơi khó tính. Tôi nghĩ rằng kiếm được một người diễn cho mình là rất khó rồi. Nhưng mà chính tôi cũng phải đưa nhạc cho cô ta. Tôi nói rằng là nếu mà em không thích á, thì em nói thẳng. Còn nếu không thì thôi, không có làm ăn gì hết. Thì cô đó chính là Thiên Nga. Thiên Nga đã đến và đã nghe nhạc và không chê. Không có chê những cái nhạc kịch Kiều trước. Dạ không dám chê. Và tôi có hỏi rằng là nếu như đó mà dợt hai tuần, một tuần hai lần và dợt liên tục trong vòng khoảng chừng 10 tuần thì có làm được không? Thì Thiên Nga nói một cách rất là cứng rắn là vẫn làm được. Thì có một điều tôi tiết lộ là khi mà Thiên Nga đóng quảng cáo lên rồi, rất nhiều người ai ngại là Thiên Nga làm không được điều đó. Chỉ có một người duy nhất là tôi vẫn tin, và tôi tin rằng á, nếu với cái năng lực người ta có thể làm tất cả mọi chuyện. Thì từ cái chuyện đó nó mới dẫn qua là các đạo diễn, tôi tin tưởng các đạo diễn là đây có một người mà tôi coi như là người anh em của tôi, là tự nhiên là Huy Chương, là Huy Chương là biết tôi từ 20 năm trước, mà tự nhiên làm sao đó là một con người rất là không có hăng say, nhưng lúc nào tôi cần gì là có mặt. Thành ra Huy Chương đóng liên tục hai cái đoạn Kiều trước này, và đây là thứ ba. Thì Huy Chương, Mạnh Hùng, rồi Hiệp Sơn là cái người tôi đã biết 30 năm trước, tất cả những quá khứ nó trở về hỗ trợ cho mình hết. Thành cái duyên là như vậy. Trong quá khứ mấy chục năm rồi, mình đừng quên, mình vẫn giữ lấy quá khứ đó. Một ngày nào đó quá khứ sẽ trở lại và đó chính là của cải của mình rồi. Và nhiều anh em khác nữa, chẳng hạn như Quang Lê cũng là cơ duyên mình gặp. Rồi Tina Phà, Huy Chương này, tất cả mọi người như vậy đến với mình. Vincent đó, thì Vincent cũng là một người, là đúng ra một người bảo trợ thôi, nhưng mà rồi cho Tina giới thiệu, rồi tự nhiên anh em gặp nhau thì nó trở thành cái việc như thế này. Mà trong cái việc này nếu mà thiếu một nhân tố thì tôi nghĩ nó sẽ không có thành, hoặc không được thành công như thế này. Rồi đến qua báo chí cũng vậy. Báo chí thì tôi không có tiền để quảng cáo, mà không biết là bán được bao nhiêu vé nữa. Thì thật sự là cái người đầu tiên ấy, mà liên lạc với Tú Minh để mà có nhã ý trợ giúp thì chính là chị Cao Ánh Nguyệt ngồi kia. Thì từ đó đấy, càng ngày càng về sau các anh em truyền thông hỗ trợ và họ tự ý họ giúp cho mình để truyền bá cái này đến cho mọi người. Thành ra cái yếu tố của thành công ngày hôm nay không phải là do tôi, mà tôi nghĩ là do cơ duyên rất là... Tôi kể ra sơ như vậy thôi, nhưng mà còn nhiều cái chuyện nữa. Chẳng hạn anh Hùng ở đây chẳng hạn là một cái cơ duyên nữa. Anh cũng là partner của tôi từ 30-40 năm trước. Tự nhiên anh liên lạc, rồi anh giúp rất là nhiều chuyện trong cái việc này. Thành ra cái tác phẩm của tôi nó ra đời, đương nhiên nó phải có cái phẩm chất nào đó. Nhưng mà nếu không có các bạn mà hôm nay ở đây, và các bạn khác nó không có mặt hôm nay ở đây, chắc chắn nó sẽ không thành cái gì hết. Rồi bây giờ hiện nay á, tôi cũng báo cáo tài chính là mình không có lời gì hết. Nếu mà không lỗ thì không có lời, và tôi cũng không tính sổ luôn, là bởi vì tôi biết là tôi không có tiền trong túi vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình không có tiền trong túi, mình tính sổ để làm gì nữa. Nhưng mà để như vậy, để các bạn biết rằng đó, cái số tiền bảo trợ nó lên tới khoảng trên 7-8 ngàn đồng, vậy mà cũng không đủ chi phí, thì đủ biết là làm cái công việc này nó khó khăn như thế nào. Thì bởi vậy tôi rất là biết ơn những cái người bảo trợ tôi. Mà tôi phải nhắc lại lần nữa là khi mà năm 2000 tôi làm cái show Kiều đầu tiên đó, thì cái người bảo trợ nhiều nhất là David Dương. Hôm nay không có mặt, mà các buổi khác cũng không có mặt, không biết đi đâu mất rồi. Nếu mà không có những người như vậy thì không có ngày hôm nay luôn. Rồi, thì khi mà tôi email cho anh Liêm với anh Tâm đó, thì trước nay đó, câu lạc bộ âm nhạc thì ít khi nào được bảo trợ mà trên 500 đồng đó. Nhưng mà khi mà anh Liêm
và anh Lâm chưa bao giờ bảo trợ tới 500 đồng hết. Nếu mà tôi nhớ không lầm. Nhưng mà anh Liêm anh nói tôi sẽ bảo trợ cho 1.000 đồng thì đúng đó, anh đã tin tưởng cho với tôi như vậy đó. Anh tin tưởng cho tôi như vậy đó thì khiến cho tôi nghĩ là nếu bây giờ mà mình làm thất bại thì chắc tôi mình đột quần. Thành ra cứ như vậy mà tôi cũng phải làm việc đêm ngày, nhiều khi tôi ngồi ở trên cái dàn mix, nhiều khi tôi cũng gục luôn. Vẫn gục luôn nhưng mà tôi vẫn cứ là phải làm việc tới 3 giờ sáng, tới 7 giờ sáng lại dậy làm việc như vậy. Tiếp tục thì nói như vậy để biết rằng là tất cả mọi người đều nỗ lực hết, tất cả mọi người anh em trong câu lạc bộ, chẳng hạn như là Thọ này, Thọ rồi Đào Nguyên, tất cả mọi người đều chung sức vào ở trong hậu trường để làm cho việc này. Nguyên Nhu cũng vậy. Thành ra tôi có cảm tưởng rằng đây là một cái sản phẩm chung của cái cộng đồng chứ không phải là của tôi nữa. Và tôi hy vọng là lần sau mình sẽ làm một lần nữa và mình sẽ chiến thắng. Cảm ơn tất cả mọi người. We did it! Còn chưa nói một cái này nữa. Chưa nói một ngày nữa là tôi 4 năm trời tôi bắt anh Thắng. Là cái người đóng, tôi bắt anh là phải đóng vai Từ Hải của tôi. Thì nhất định đoán mà tôi còn giới thiệu cho Thiên Nga là đây là sẽ đóng với em. Thì cái buổi lần đầu tiên thì Hoàng Nguyên thì mới mời Hoàng Nguyên đóng vai Mãi Giáng Sinh. Tại vì mặt Nguyên đẹp trai á. Mà anh Thắng thì tướng có vẻ ngầu hơn. Ngầu hơn. Đẹp trai. Ngay cái buổi lần đầu tiên thì anh Thắng nhìn cái bài là thấy sợ quá. Sợ quá. Mà thấy Nguyên đẹp trai quá cũng sợ luôn. Nhất định là phải giao cho Nguyên. Và Nguyên không có hề đòi hỏi gì hết và nhận lời liền. Sau đó là tập một buổi, một tuần tập hai buổi, nhưng mà riêng Nguyên đã có các cái ngày khác cũng tập luôn với lại võ sư Hiệp Sơn. Và tập liên tục như vậy để cho có được một cái màn chỉ có được có một phút thôi. Đánh nhau chỉ có một phút thôi nhưng mà gần hết khoảng. Xin cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn tất cả những người mà tôi không có dịp để nhắc tên ở đây nữa. Chưa kể là chưa cho cái mình sắp khoe, tức là tất cả anh em có mặt đây đều có góp sức ở trong cái nhạc kịch và trong cái nhạc hội này hết. Cảm ơn tất cả mọi người. Mặt trời hối nỗi mừng vì mây đến rồi. Này người yêu anh ơi, yêu nhau mình đưa nhau tới bước nhà và nói bên môi, nói cho vừa mình nam nhé thôi.